Cửa hàng trong sen xin mến chào quý đại gia đình ạ. Chúc quý đại gia đình dồi dào sức khỏe, các bác nông dân được mùa bội thu, các anh thì làm ăn phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió nha. Nay sang về được 6 cây ghê nha. Komatsu ghê, đủ loại luôn nha mấy anh. G370 nè, 375, 3700, 415. Đây, 415. G4500 ha. G4500, 451 là cũng là nó nha. Y nhau hết. Rồi, hôm nay thì em bán lô nha, còn anh lẻ nào thích thì liên hệ số điện thoại trên hình gặp chi tiết em. Chốt ngay con máy mình đừng ý ha. Rồi giờ em sẽ vô chi tiết từng con nha. Đầu tiên là con Komatsu G415 nha. Con này thì hàng bãi về nguyên zin chưa vệ sinh nha. Đây ha. Hàng bãi về nguyên zin chưa vệ sinh. Con này thiếu xích, anh nào lấy lẻ thì em sẽ để xích vô. Còn mà lấy lô thì về sau bán gì cho mấy anh. Đây. Ha. Lấy lẽ thì em sẽ bao nổ cho mấy anh, cứ yên tâm. Giờ em mời mấy anh thợ nghe hơi nè. Hơi bật bật nha. 415, một con. Đó. Đây là con Komatsu G70, con này còn khá là đẹp, khá là sáng nha. Rất là mới luôn á. Đây ha. Rất là mới, còn zin đất Nhật nha mấy anh, chưa động đậy gì hết nha. Đây ha, G70, nghe hơi nè. Con nào nấy hơi bực bực hết ha. Con số 2, con số 3 là G375 nha. Con này thì trúng ổ G rồi. Lam này lam tản nhiệt, lam zin của nó luôn nha. Máy này khá là mới. Đây ha, rất là mới nha. Giật hơi cho mấy anh thợ nghe nha. Đó, con nào nấy hơi ọc ọc hết ha. Đây, đây là máy số 4 nha. G4500 ha. Máy này còn rất là mới nha. Giật hơi cho mấy anh nghe nè. Hơi kéo không muốn nổi luôn mấy anh ơi. Mặt trước khá là đẹp nha. Hơi kéo không muốn nổi luôn á. Rồi, máy số 5. Máy số 5 là G3700 nha. Cũng như G70. Con này làm ra tinh tản nhiệt nha. Con này 4 số, đời cao, có xả áp nha. Xả áp tự động luôn á. Rồi, giật hơi nè. Mấy con gà này thiệt đá thiệt chứ, giật hơi không muốn nổi luôn. Đây, con cuối cùng, con thứ 6, G3700 nha. Con này cũng vậy ha. Con này cũng như con số 5 thôi. Nè cả nhà thấy không? Zin đất Nhật nó bụi nè. Đó, chùi tới đâu nè. Nè. Đó, chùi tới đâu là mới tới đó nha. Đó, nguyên zin nguyên bản của nó nha, con này còn rất là mới. Ha. Rất là mới luôn á. 4 số, sáp tự động. Con này rửa ra nó mới cực kỳ luôn. Đây giật hơi nè. Rồi ha, hơi bực 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 luôn. Rồi anh thợ nào làm được hết lô gà này liên hệ số điện thoại trên màn hình. Gặp trực tiếp em ha. Đây. Đó. Rồi video xem đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những video kế tiếp. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và like cho xem một like nha. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.